Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, có thể nói toàn nước Mỹ đã đặt trọng tâm vào bản ghi nhớ của Đảng Cộng Hòa đã được Tổng thống Donald Trump có thể nói rằng ông không ta chống lại cái việc phát hành này và đưa đến một cái vấn đề trao đổi liệu cái vấn đề hành pháp có khống chế toàn bộ tất cả những cái uy quyền của quốc gia Hoa Kỳ này hay là không. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nói đến Hoa Kỳ, một trong những cái quốc gia khác hẳn với những chế độ độc tài từ Nga Xô đến Trung Quốc, và đặc biệt như là tại chính phủ Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự điều hành của một đảng độc trị mà thôi. Chúng ta nói đến sự tự do, dân chủ, và có thể nói rằng ba quyền phân lập đã được tư pháp, hành pháp và lập pháp luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Điều mà Tổng thống Donald Trump không ngăn chặn và vẫn tiếp tục đưa ra công khai cái bản ghi nhớ của Đảng Cộng Hòa vào hôm thứ Sáu đã nói lên một trong những cái sự kiện làm cho vấn đề gọi là hoen ố cái tinh thần dân chủ của người dân Hoa Kỳ. Và tất cả các vị gọi là thành phần chủ chốt của Đảng Cộng Hòa như Thượng nghị sĩ John McCain, ông cựu giám đốc cơ quan CIA cũng đã lên tiếng phàn nàn và họ nói rằng đã đến lúc chúng ta cần phải tỉnh thức và luôn luôn để Hoa Kỳ ở trong một cái trạng thái là một cái quốc gia được tất cả các cường quốc ở khắp nơi trên thế giới tôn trọng, vì quốc gia này là phát xuất và nơi có thể nói làm cho mọi người noi gương theo về cái tinh thần dân chủ mà trong những hoạt động gần đây đã cho thấy có một cái sự kiềm chế rõ ràng, thưa anh Tuấn. Và thưa quý vị, bản ghi nhớ của bên phía đảng Dân Chủ được đưa ra sau khi mà ông Dân Biểu, chủ tịch của cơ quan điều tra Hạ Viện, đó là ông Nunes, đưa ra 4 trang tài liệu. Họ nói rằng 10 trang tài liệu của đảng Dân Chủ sẽ đưa ra sẽ là những cái sửa sai cho những gì mà bên phía ông Nunes đưa ra. Bởi vì họ nói bên phía Cộng Hòa chỉ đưa ra về chuyện mà bên Bộ Tư pháp và FBI đã lạm dụng để sử dụng cái đạo luật FISA, tức là đạo luật giám sát tình báo, để có thể nghe lén ông cố vấn, ông Carter Page. Nhưng bản ghi nhớ lần này của đảng Dân Chủ đưa ra sẽ là cho biết rằng một trong những lý do, nguyên nhân dẫn tới việc mà Bộ Tư pháp và FBI lúc bây giờ bắt đầu có những cái hành động để áp lực cho bên phía tòa án sử dụng cái đạo luật FISA, thưa anh. Kính thưa quý vị, chúng ta đã có đạo luật FISA và vì thẩm phán liên bang đã có quyền cho phép theo dõi tất cả những cái hoạt động nào có liên quan đến vấn đề nước người nước ngoài, và cái sự hoạt động theo dõi này nhằm bảo vệ và quốc gia Hoa Kỳ này có thể nói khỏi bị chao đảo, khỏi bị gọi là cái điều này người ta cho thấy rằng Hoa Kỳ cần phải tôn trọng tất cả những cái sự kiện làm sao cho nền an ninh của Hoa Kỳ được bảo đảm toàn vẹn. Và nếu bây giờ chúng ta công bố những cái sự việc mà có thể nói rằng là các cơ quan tình báo làm việc, thì làm trong tương lai làm sao có thể có những cái sự hoạt động có thể tín hiệu và hiệu nghiệm của các cơ quan tình báo. Và cái đạo luật FISA nó cho phép tất cả những người được surveillance, được theo dõi tất cả những cái sự kiện mà tất cả những người ở nước ngoài có cái tính cách là theo dõi Hoa Kỳ. Mà một trong những cái sự kiện này đã đưa đến một trong những cái lời gọi là phê bình chỉ trích Tổng thống Donald Trump khi ông đã cố tình đưa ra cái bản ghi nhớ của tất cả các thành viên của Ủy ban tình báo Đảng Cộng Hòa. Và kính thưa quý vị, sáng nay thì điều câu hỏi đặt ra như hôm qua chúng tôi đã gửi đến với Tuấn Anh và quý vị, liệu ông Robert Mueller có tồn tại ở chức vụ công tố viên đặc biệt hay không? Thì như chúng tôi đã trình bày với quý vị lúc trước, hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép Tổng thống được quyền gọi là sa thải ông Robert Mueller, ngoại trừ ông Rosenstein là một trong những người bổ nhiệm ông Robert Mueller có quyền làm việc công việc điều đó. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Tổng thống cũng có quyền sửa đổi luật, và ông có một cái luật hành pháp gọi là Executive Order, và ông cũng có thể sa thải được ông Robert Mueller. Nhưng cái sự việc này thì có thể nói ông tránh không bao giờ làm điều này vì ông sẽ gặp một cái sự chống đối rất là lớn ở tại Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bản ghi nhớ, điều gì sẽ xảy ra sau khi mà đảng Dân Chủ muốn công bố 10 trang tài liệu mật sẽ được giải mật trong khoảng thời gian sắp tới? Hiện tại bây giờ thì bên phía Hạ Viện, người ta đã đồng ý để cho đảng Dân Chủ để một
cái lá đơn đưa lên cho ông Tổng thống Trump để ông có thời hạn là 5 ngày để quyết định ký hay không ký về việc giải mật cái chương trình này. Nếu như ông thì tại bây giờ bên phía Tòa Bạch Ốc vẫn chưa có dấu hiệu rằng sẽ đồng ý để có thể giải mật tài liệu này, thì việc này sẽ có thể dẫn tới một sự xung đột, đó là một sự mất công bằng trong các hệ thống về quyền hành pháp của ông Tổng thống, thưa quý vị. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết là nếu như ông Tổng thống không có ký để ban hành cái memo này ra đó, thì ở bên phía Hạ viện người ta sẽ có thể tìm cách làm một cái cuộc bỏ phiếu kín và có thể ra quyết định làm ngơ trước quyết định của Tổng thống để có thể đưa ra cái tài liệu mật này, thưa anh. Kính thưa quý vị, đến bây giờ trở lại vấn đề nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, thì sáng nay tất cả các tin tức của nhóm pháp lý làm việc thân cận với Tổng thống Donald Trump đã muốn ông từ chối cuộc trực tiếp nói chuyện với ông Robert Mueller vì người ta dựa vào tất cả những tin tức mà sáng nay được tờ New York Times đưa ra. Tổng thống Trump cuối cùng từ chối yêu cầu phỏng vấn của ông Mueller, Robert Mueller đưa ra, thì có thể ông sẽ theo đuổi một trác đòi hầu tòa và buộc cho cái cuộc tranh chấp này sẽ đi lên một cái chiều hướng cao ở một tòa án khác, và quyền hành pháp chống lại cơ quan công tố mà hầu như chắc chắn sẽ do tòa án tối cao đảm nhiệm. Cuối tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã thẳng thắn nói rằng tôi thích và rất thích được phỏng vấn bởi ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller càng sớm càng tốt. Có nghĩa rằng ông nói I want to be interviewed with công tố viên Robert Mueller as soon as possible. Và trước khi cái cảnh báo rằng bất kỳ cái cuộc trò chuyện này như vậy cũng tùy thuộc, nhưng ông nói rằng theo cả ông nhận được một cái sự cảnh báo tất cả cái cuộc nói chuyện này sẽ tùy thuộc vào sự cố vấn của các luật sư của chúng tôi. Đến bây giờ thì các cuộc trò chuyện tay đôi giữa ông Robert Mueller và White House về cuộc phỏng vấn với Tổng thống Donald Trump đang được tiến hành. Những thông tin cụ thể liên quan đến những thông tin này sẽ được trao đổi như thế nào và theo tư cách nào để cho hợp lý? Kính thưa quý vị, luật sư John Dow và Ty Cobb là một trong những thành viên rất thân cận với Tổng thống Donald Trump đã nói với Reuters ngày hôm qua. Theo cuộc thăm dò của ông Mueller đã đạt đến một con số mức cao nhất của Nhà Trắng, và cũng cơ quan truyền hình Fox News cũng đã học được trong tháng 1 rằng là hơn 20 nhân viên Nhà Trắng đã tự nguyện đưa ra cuộc phỏng vấn cho nhóm Mueller, Robert Mueller thực thi và điều tra hành động liệu có sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 hay là không. Một luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump cũng cho biết rằng là White House đã chuyển hơn 20.000 trang hồ sơ cho các nhà điều tra kêu gọi mức độ hợp tác, nghĩa là bao giờ chưa từng thấy ở White House. Và kính thưa quý vị, liệu ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rex Jackson đã dành vài giờ để được hướng dẫn và có thể nói được thẩm tra bởi interview bởi phòng tư vấn đặc biệt vào tháng Giêng, và lần đầu tiên các cuộc điều tra về vụ cố vấn đặc biệt được biết là đã phỏng vấn rất nhiều thành viên của chính phủ. Nhưng các luật sư của Tổng thống Trump đã đặc biệt lo ngại rằng Tổng thống sẽ đưa ra một tuyên bố sai trái hoặc mâu thuẫn với chính bản thân của mình trong suốt thời gian phỏng vấn với ông Robert Mueller. Ý tưởng đặt ông Trump vào phòng với 5-6 luật sư cứng rắn và rất là thông minh, tất cả đều cố gắng lừa gạt ông ta và bắt bớ ông ta, sẽ là một ý kiến rất tồi. Kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố của ông Newt Gingrich, một cựu chủ tịch House Speaker, tuy nhiên là chủ tịch của Hạ viện, và được phát biểu trên Fox. Điều đó cho thấy rằng cuộc điều tra liên bang chính là một nằm bên nhà điều tra liên bang chính là một cái cơ hội và là một trong những cái điều cho thấy rằng công tố viên đặc biệt hiện nay đang chuẩn bị cho một cái cuộc phỏng vấn Tổng thống Donald Trump. Chúng ta liệu xem Tổng thống Donald Trump có chấp nhận cái cuộc phỏng vấn này hay là sẽ đi đến một trong những cái vấn đề liệu có một cái trác hầu tòa nào khác đối với Tổng thống Donald Trump hay là không. Kính thưa quý vị, đó là chuyện của nước Mỹ trong những ngày mà ở vào cái đỉnh điểm gay cấn nhất của những sự kiện, để cho chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là một trong những cái quốc gia thực thi nền dân chủ lớn nhất ở trên thế giới này, thưa không phải ông Anh Thuấn? Dạ vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả ngay sau những chương trình dài lao, và chúng tôi xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.